Luật cán bộ thanh tra huyện khi nhận quà của SCB bỏ qua sai phạm. Thưa quý vị, bị cáo Nguyễn Đức Vụng cùng nhiều người trong đoàn thanh tra ngân hàng thừa nhận sai khi ký sửa kết luận thanh tra bỏ qua sai phạm nhận tiền nhận quà của SCB. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thẩm vấn 15 bị cáo trong nhóm cựu cán bộ thanh tra về hành vi nhận tiền của ngân hàng thương mại cổ phần SCB để làm mờ các sai phạm. Những người này bị truy tố về tội lợi dụng chức quyền trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Nguyễn Đức Vụng, cựu đoàn thanh tra tổ trưởng tổ hợp, thừa nhận sai phạm như cáo trạng đã nêu. Vụng cũng được giao thanh tra liên quan đến các dự án mũi né đèn đỏ A6 Roden Garden của SCB chi nhánh Cống Quỳnh. Kết luận thanh tra của một đợt, Vụng cũng đồng ý bỏ ngoài nhiều sai phạm của SCB, không kiến nghị xử lý sai phạm, làm sai lệch nội dung kết quả thanh tra theo hướng bao che có lợi cho SCB. Tại đợt 2, theo chỉ đạo của Đỗ Thị Nhàn, cựu trưởng phòng thanh tra giám sát Ngân hàng 2, Cục 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước, Phụng cũng đồng ý thu hẹp phạm vi thời kỳ thanh tra đối với khoản vay của nhóm 71 khách hàng tại địa chỉ số 4 Nguyễn Minh Khai, bỏ 26 khoản vay của 18 trên 71 khách hàng khỏi kế hoạch thanh tra, không chuyển hồ sơ sai phạm sang cơ quan điều tra để xử lý. Bị cáo cũng là người tham mưu cho bà Nhàn và ông Nguyễn Văn Hưng, phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước, xây dựng các báo cáo lên lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ với nội dung thể hiện không trung thực, không đầy đủ, làm sai lệch so với kết quả. Bị cáo Phụng cũng khai thấy khách hàng thứ ba trong dự án mũi né đèn đỏ A6 và Roden Garden tại chi nhánh Cống Quỳnh không đủ điều kiện để đưa vào nhóm nợ nhóm 1 mà phải để trong nhóm nợ xấu 4 năm thì mới đúng, và có kiến nghị cả tổ thanh tra của bị cáo đều ký vào báo cáo các khoản nợ của nhóm khách hàng này phải thuộc nhóm 5, nhưng không biết chị Nhàn đã báo cáo xử lý kiến nghị của mình như thế nào. Phụng cũng khai, nhưng sau đó bị cáo cũng thừa nhận khi chị Nhàn kiến nghị sửa sang nhóm 1 thì bị cáo cũng có đồng ý ký. Chủ tọa cũng truy vấn lý do thay đổi quan điểm nêu trên, Phụng cũng không giải thích được đáp án, bị cáo biết là sai rồi. Phụng sau đó cũng cho biết thừa nhận đã nhận 20.000 USD và hơn 200 triệu đồng và quà của SCB. Theo chủ tọa, những khoản vay này đã kéo dài nhiều năm và không trả được, nhưng đến ngày thanh tra xuất hiện thì lại có được tất toán. Nhìn vào nhiều điều bất thường, nhưng bị cáo vẫn bỏ qua, và có phải vì đã nhận được những quà trên hay không? Chủ tọa hỏi. Phụng cũng nghẹn ngào nói dạ đúng, cho biết đã nộp lại toàn bộ số tiền quà biếu. Bị cáo cũng nhận thấy những hậu quả từ việc mình đã làm, mong tòa xem xét hoàn cảnh của bị cáo và đoàn thanh tra lúc đó. Cựu đoàn thanh tra cũng vừa nói vừa khóc. Trả lời thẩm vấn sau đó, Vũ Khánh Linh, cựu thanh tra viên, thành viên tổng hợp kết quả đoàn thanh tra cũng thừa nhận sai phạm khi ký đồng ý bỏ qua các sai phạm của SCB như cáo trạng nêu. Linh khai vì được giao tổng hợp kết quả của đoàn nhìn hiện rõ bức tranh của thanh tra, khi đó bị cáo Nguyễn Anh Tuấn đồng nghiệp cũng đều thấy bất thường khi một nhóm rất nhiều khách hàng tập trung cùng một địa chỉ với nhiều số tiền vay rất lớn, nhưng cụ thể như thế nào thì không nắm được do bị cáo không có nhiệm vụ tiếp cận hồ sơ chi tiết và nghĩ nhiệm vụ của mình chỉ là tổng hợp kết quả nên không kiến nghị sai phạm. Linh cũng trình bày, chủ tọa cũng cho rằng bị cáo đã không làm hết trách nhiệm nhiệm vụ và cố tình bỏ qua các sai phạm. Linh cũng cúi đầu thừa nhận và cho biết đã hai lần từ chối quà của SCB, còn 100 triệu đồng thì đã nộp lại cho cơ quan điều tra. Là một người được giao nhiệm vụ tương tự như Linh, là Nguyễn Anh Tuấn cũng bày tỏ hối hận về việc của mình đã làm. Đến giờ bị cáo cũng nhận thức được hành vi của mình đã gây ra quá nặng nề cho SCB và xã hội. Lúc đó bị cáo cứ nghĩ là sửa kết quả theo ý kiến, kiến nghị của cấp trên nên đã không có ý kiến gì. Bị cáo cũng giải thích thêm, lúc tham gia đoàn thanh tra bị cáo còn rất trẻ, mới 28 tuổi, nhưng nhận thức tư duy còn chưa đầy đủ. Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo cũng nhận thấy hành vi sai phạm của mình, mong hội đồng xét xử xem xét để sớm có cơ hội để sửa chữa sai lầm. Tương tự, hơn 10 bị cáo được thẩm vấn sau đó cũng bày tỏ ăn năn, xin được xem xét hoàn cảnh phạm tội và khoan hồng. Là người được xét hỏi cuối cùng trong chiều ngày hôm qua, ông Nguyễn Văn Du, cựu thanh tra cơ quan thanh tra giám sát thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cũng thừa nhận là người trực tiếp ký kết luận thanh tra, nội dung cũng thể hiện không đầy đủ, không trung thực về thực trạng tài chính của SCB và các sai phạm của ngân hàng này, Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ vì thế không ngăn chặn Trương Thị Mỹ Lan và đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Theo chủ tọa, bị cáo Du là người ký cuối cùng phải kiểm tra đối chiếu nhưng lại tin tưởng vào kết quả báo cáo của các tổ, các nội dung được bao che và bưng bít. Ngậm ngực một lúc, ông Du cũng thừa nhận thời điểm này vừa nhận chức kinh nghiệm còn ít nên để xảy ra sai phạm, đồng thời cũng cam đoan hoàn toàn không nhận bất kỳ quyền lợi lợi ích gì từ SCB. Bị cáo cũng nêu nhiều khăn khi các tổ giám sát thời điểm đó đề nghị hội đồng xét xử giảm án cho các thành viên cấp dưới.
là người với vai trò chủ mưu cầm đầu trong vụ án, bà Trương Mỹ Lan cũng bị cáo buộc sử dụng SCB như một công cụ tài chính để huy động vốn, sau đó làm khống hồ sơ rút tiền phục vụ cho hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát để che giấu hành vi phạm tội. Khi thanh tra kiểm tra, bà Lan đã chỉ đạo các cán bộ chủ chốt tại SCB, trong đó có Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đinh Văn Thành, Tổng Giám đốc Võ Tấn Hoàng Văn, một số cán bộ lãnh đạo đoàn thanh tra để họ bưng bít, che giấu thông tin sai phạm, báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra không trung thực, không đầy đủ. Tuy không nắm giữ chức vụ gì tại ngân hàng, nhưng với việc nắm giữ hơn 91,5% cổ phần tại SCB, bà Trương Mỹ Lan đã chi phối, chỉ đạo mọi hoạt động của ngân hàng trong suốt 10 năm thâu tóm SCB. Bà Lan đã rút hơn 1.066.000 tỷ đồng của ngân hàng này. Gây thiệt hại đến thời điểm bị khởi tố vụ án là tháng 10 năm 2022 là 498.000 tỷ đồng. Bà Lan bị truy tố về 3 tội danh, đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và tham ô. Những người còn lại bị xét xử với các tội tham ô tài sản, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định trong hoạt động ngân hàng. Riêng bị cáo Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Văn Lang, Công ty Caveren bị xác định truy tố lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Vỏ bọc của nữ doanh nhân giảm lừa đảo hơn 80 tỷ đồng ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại vỏ bọc là người giàu có, Quyên đã khiến cho nhiều người tin tưởng, đưa tiền để góp vốn mua nhà đất, cho vay đáo hạn, qua đó chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can bắt tạm giam Võ Thị Hạ Quyên, 49 tuổi, ngụ tại Tân Bình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra xác định, Võ Ngọc Hà Quyên, chuyên danh kinh doanh buôn bán bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh, thường xuyên tiếp xúc với những người có khả năng tài chính. Quyên tạo cho mình một vỏ bọc giàu có ở biệt thự, đi xe hạng sang để tiếp xúc với những người có khả năng tài chính cao. Để tạo lòng tin, Quyên còn nhiều lần vay mượn tiền của các bị hại, ban đầu trả cả đủ lẫn gốc lẫn lãi. Sau đó, Quyên còn kêu gọi các nạn nhân góp vốn mua nhà đất, đất có giá trị cao tại khu vực trung tâm thành phố hoặc huy động vốn cho vay đáo hạn ngân hàng. Quyên đưa ra các thông tin về giá trị mua bán nhà thấp hơn so với giá trị thực tế để mà các bị hại thấy rẻ, đồng ý và chuyển tiền góp vốn mua bất động sản. Đối với thủ đoạn huy động vốn để đáo hạn ngân hàng, Quyên đưa ra mức lãi suất cao để đánh vào lòng tham của các bị hại. Sau khi nhận tiền, Quyên chỉ sử dụng một phần tiền để đặt cọc bất động sản, không sử dụng vào mục đích đáo hạn ngân hàng và tiêu xài hết. Công an xác định từ năm 2019 đến năm 2021, Võ Ngọc Hạ Quyên đã sử dụng thủ đoạn trên để chiếm đoạt của ông NVH ngụ tại Vinhome, Krompest, quận Thanh Bình và bà NTB ngụ tại thành phố Thủ Đức, bà NTD ngụ tại Hóc Môn, ông PNV, bà DTR cùng ngụ tại Tân Bình và ông DVM ngụ tại quận 11 trên 80 tỷ đồng. Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra vụ án để làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của Võ Ngọc Hạ Quyên và những người liên quan, làm rõ tính chất, mức độ của vụ án để mà xử lý triệt để.